Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi thứ 85. Liêu Tiên Chủ viết: chiếu gửi con côi, Gia Cát Lượng ngồi yên, bình năm đạo. Nói về năm Trương Võ thứ 2, 221, tháng 6 mùa hạ, Lục Tốn phá xong quân Thục ở đất Di Lăng, xứ Hào Đình, Tiên Chủ mới chạy về thành Bạch Đế, Triệu Vân mới đem quân trấn giữ. Chợt Mã Lương đến, thấy quân đã thua rồi, mới hồi không kịp nữa, mới đem lời Khổng Minh tâu với Tiên Chủ. Tiên Chủ mới than rằng: nếu chấm sớm nghe lời Hừa Tướng thì đâu đến nỗi thua thế này, nay còn mặt mũi nào mà về thành đô trông thấy quần thần nữa. Bèn truyền lệnh đóng quân ở thành Bạch Đế, đợi nơi quán dịch gọi là Cung Vĩnh An. Có tin báo Phùng Tập, Trương Nam, Phó Đồng, Trình Kỳ, Ma Kha Sa đều chết vì việc nước cả. Tiên Chủ thương cảm không biết ngần nào. Lại có cận thần tâu rằng: Hoàng Quyền dẫn quân Giang Bắc sang hàng Ngụy mất rồi, bệ hạ nên sai bắt ra thuộc hắn giao cho Hữu Tư hỏi tội. Tiên Chủ mới nói: Hoàng Quyền bị quân Ngô chẹn ở mé Bắc Ngạn, muốn về không được, bất đắc dĩ phải hàng Ngụy. Thế là chấm phụ quyền chứ không phải quyền phụ chấm, can gì mà bắt tội vợ con người ta. Bèn sai người cứ việc cấp lương gạo tử tế cho gia quyến Hoàng Quyền như thường. Hoàng Quyền mới sang hàng Ngụy, các tướng dẫn vào ra mắt Tào Phi. Phi mới nói: người muốn sánh với Hàn Tín, Trần Bình ngày xưa chăng? Quyền khóc mà tâu rằng: tôi chịu ân của Thục Đế đối đãi rất hậu, sai tôi đốc mặt quân Giang Bắc. Lục Tốn chặn mất đường, tôi muốn về Thục không được, mà hàng Ngô thì không ổn, cho nên mới đến theo hàng bệ hạ. Tướng đã bị thua, được khỏi chết là may, tôi đâu dám theo đòi với cổ nhân. Phi mới mừng lắm, phong cho Quyền làm Trấn Nam tướng quân. Quyền nhất định từ không chịu nhận. Chợt có cận thần tâu rằng: có người đi do thám ở Thục về báo tin, Thục chủ giết sạch cả gia thuộc Hoàng Quyến rồi. Quyền mới nói: tôi với Thục Đế lấy bụng thực mà tin nhau, tất biết bụng tôi, không nỡ hại cả nhà tôi đâu. Phi mới cho là phải. Người sau có thơ trách Hoàng Quyền rằng: hàng Ngô chẳng muốn, lại hàng Tào, trung nghĩa thở vua ngỡ thế nào, chỉ vì Hoàng Quyền còn ngại chết, Tử Dương thư pháp dễ tha sao. Tào Phi mới hỏi Già Hủ rằng: chấm đây muốn thống nhất cả thiên hạ, phải đánh Thục trước hay đánh Ngô trước? Hổ mới thưa rằng: Lưu Bị là người hùng tài, lại có Gia Cát Lượng giỏi việc trị nước, Tôn Quyền thì ở Đông Ngô hay biết hư thực, Lục Tốn hiện đóng quân nơi hiểm yếu, cách trở với sông Hồ khó lòng làm gì nổi họ. Cứ ý tôi thì trong các tướng không có tay nào địch thủ với Tôn Quyền, Lưu Bị được đâu. Dẫu đến thiên hạ, thiên uy của bệ hạ đem xuống cũng vị tất có thể vẹn toàn. Vậy chỉ nên giữ nước nhà, đợi khi nào hai nước có biến sẽ hay. Phi mới nói: chấm đã sai đại quân chia làm ba đường sang đánh Ngô, có lẽ nào mà chẳng được. Thượng thư là Lưu Hòa nói: Lục Tốn mới phá được 70 vạn quân Thục, trên dưới đồng tâm lắm, lại có sông Hồ cách trở, chưa chắc ta đã làm gì nổi đâu. Và lại Lục Tốn lắm mưu, tất có phòng bị rồi. Phi nói: trước người hãy khuyên chấm đánh Ngô, nay lại ngăn trở chấm là cứ làm sao? Hoa nói: mỗi lúc một khác, khi Đông Ngô thua luôn với Thục, thế đang nguy gấp, cho nên mới nên không nên đánh. Nay họ vừa được to, lại nhuệ khí gấp trăm lần trước, thì lại không nên đánh nữa. Phi nói: ý chấm đây đã quyết rồi, ngươi chớ nói nữa. Bèn dẫn quân Ngự Lâm thân ra tiếp ứng cho cả ba mặt. Sự có Tiểu Mã về báo rằng: Đông Ngô đã có phòng bị rồi, Lã Phạm dẫn quân chống nhau với Tào Chân, Chu Hoàn giữ cửa Nhu Tu để cự Tào Nhân. Lưu Hòa mới tâu rằng: họ đã phòng bị như thế, đi cũng vô ích thôi. Phi mới không nghe, cứ kéo quân đi. Lại nói về tướng Ngô là Chu Hoàn, 27 tuổi, rất có đảm lược, Tôn Quyền yêu lắm. Bấy giờ Hoàn đốc quân ra Nhu Tu cự quân Tào, lại nghe Tào Nhân dẫn quân đến lấy Tiện Khê, liền cho quân ra giữ, chỉ để 5.000 quân ở lại trong thành. Chợt có tin báo Tào Nhân sai đại tướng là Thường Điêu cùng với Gia Cát Kiền, Vương Song dẫn 50.000 tinh binh đến Nhu Tu. Quân sĩ nghe tin ai nấy cũng nhớn nhác sợ hãi. Chu Hoàn mới chống gươm nói: được thua cốt tại tướng, không cốt gì quân nhiều ít. Binh pháp có nói quân khách nhiều gấp hai quân chủ cũng có thể đánh được. Nay Tào Nhân từ nghìn dặm xa xôi đến đây, người ngựa mỏi mệt, ta với chúng bay ngồi giữ thành cao, mé nam trông ra sông to, mé bắc dựa vào núi hiểm. Thế là mình nhàn nhã mà đánh kẻ địch tất tưởi, mình làm chủ mà chế kẻ địch là khách, có thực là có thể đánh trăm trận được cả trăm.
dẫu đến Tào Phi lại đây cũng chẳng ngại, huống chi cái bọn Tào Nhân. Bởi vậy Hoàn mới sai quân sĩ ngả cờ im trống, làm ra dáng không có người giữ gìn gì cả. Tướng Tiên Phong Ngụy là Thường Điêu mới dẫn quân đến Nhu Tu, trông lên mặt thành trông trông không thấy quân mã canh giữ, thì mới giục quân đến sát dưới thành. Bỗng trong thành mổ một tiếng pháo, rồi tinh kỳ dựng lên san sát. Chu Hoàn mới dẫn quân ra xốc vào đánh nhau với Thường Điêu, chưa đầy ba hiệp đã chém Điêu chết lăn xuống ngựa. Quân Ngô mới thừa thế đánh tràn ra, quân Ngụy tan vỡ, chết hại không biết bao nhiêu mà kể. Chu Hoàn đại thắng, bắt được tinh kỳ khí giới rất nhiều. Tào Nhân mới dẫn quân đến sau, lại bị quân Ngô ở Tiện Khê đánh ra, cũng thua to phải rút quân về. Tào Nhân về ra mắt Ngụy chủ, tâu việc bại trận. Tào Phi mới giật mình, khi đang thương nghị lại có thám mã về báo rằng Tào Chân hạ hầu thượng vây ở Nam Quận, bị Lục Tốn phục binh ở trong, Gia Cát Cẩn phục binh ở ngoài, hai mặt đánh ập vào, bởi thế thua liền xiềng rồi. Chưa dứt lời bỗng có một thám mã nữa về báo rằng Tào Hưu cũng bị Lã Phàm đánh tan rồi. Phi nghe tin quân mã ba mặt thua cả thì chép miệng than rằng: chấm đây không nghe lời giả hủ Lưu Hoa, quả nhiên có trận thua này. Bấy giờ đang tiết mùa hạ, dịch khí truyền nhiễm, quân mã 10 phần chết mất 6-7. Phi mới rút quân về Lạc Dương. Từ đó Ngô Ngụy không hòa với nhau. Đây lại nói tiên chủ từ khi nghỉ lại trong cung Vĩnh An bị bệnh nặng lắm. Đến tháng 4 năm Trương Võ thứ 3, tiên chủ biết bệnh mình đã nguy rồi, lại thêm thương khóc quan trương, cho nên bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Tiên chủ mắt lờ đờ, không muốn cho thị vệ đứng cạnh, mới đuổi cả Tả Hữu ra ngoài, chỉ một mình nằm ở trên sập rồng. Bỗng dưng có một cơn gió lạnh lẽo nổi lên, ngọn đèn lập lòe nữa, rồi gần tắt lại sáng. Rồi thấy có hai người thập thò đứng núp dưới bóng đèn. Tiên chủ mới giận nói: chấm đây trong bụng không yên, cho chúng bay hãy lui ra ngoài kia, sao còn đến đây. Rồi mắng thế nào hai người cũng vẫn không lui. Tiên chủ đứng dậy trông xem, lẽ ra mé trên là Quan Vân Trường, mà mé dưới là Trương Dực Đức. Tiên chủ mới giật mình nói: hai em còn sống à? Vân Trường mới thưa rằng: chúng tôi không phải là người sống, mà là quỷ đây thôi. Thượng đế thấy hai chúng tôi bình sinh có tín nghĩa, đã phong làm thần cả rồi, kha kha chẳng mấy lúc nữa cũng được tụ hội với anh em thôi. Tiên chủ mới ôm chặt lấy Quan Công khóc cầm cả lên. Bỗng sực tỉnh dậy thì không thấy hai người đâu, mới gọi thị vệ vào hỏi. Bấy giờ mới vào đủ canh ba, tiên chủ mới than rằng: chấm đây cũng không thọ được bao lâu nữa. Liền sai sứ về thành đô mời thừa tướng Gia Cát Lượng và bọn Lý Nghiêm phải sớm tối đến ngay cùng với Nga để nghe chiếu. Khổng Minh và các quan mới đem con thứ tiên chủ là Lỗ Vương Lưu Vĩnh và Lương Vương Lưu Lý đến cung Vĩnh An để thăm bệnh, để Thái tử Lưu Thiện ở lại giữ thành đô. Khổng Minh đến cung Vĩnh An thấy tiên chủ bệnh đã nguy lắm, vội vàng lại phục dưới long sàng. Tiên chủ mới mời Khổng Minh lên ngồi cạnh sập vàng, vỗ vào lưng mà bảo rằng: chấm từ khi gặp được thừa tướng, may thành được đế nghiệp, không ngờ tri thức nông nổi, không biết nghe lời thừa tướng, đến nỗi thua nặng nề thế này. Hối hận thành bệnh, chưa biết sống chết lúc nào. Còn nói chấm thì ngu hèn, vậy chấm đem việc lớn ủy thác cho thừa tướng. Nói đoạn nước mắt chảy ròng ròng. Khổng Minh cũng khóc mà rằng: xin bệ hạ giữ gìn long thể, để thỏa lòng trông mong của thiên hạ. Tiên chủ mới liếc mắt trông xung quanh, thấy có em Mã Lương là Mã Tốc đứng cạnh giường, liền truyền cho Mã Tốc lui ra ngoài, rồi bảo Khổng Minh rằng: thừa tướng coi tài Mã Tốc thế nào? Khổng Minh nói: người này cũng là bậc giỏi đời nay. Tiên chủ nói: không phải, chấm coi người ấy nói thì nhiều mà làm thì kém, không nên dùng vào việc to, thừa tướng phải xét cho kỹ mới được. Dặn dò xong lại triệu cả các quan vào cung, sai lấy giấy bút viết một tờ di chiếu đưa cho Khổng Minh mà than rằng: chấm không học được mấy, chỉ biết đại khái mà thôi. Thánh nhân có câu: con chim sắp chết thì tiếng kêu ai oán, người ta sắp mất lời nói khôn ngoan. Chấm cùng với các ngươi thể nhau giết giặc Tào để giúp nhà Hán, chẳng may nửa đường chia rẽ, vậy phiền thừa tướng cầm tờ chiếu này giao cho Thái tử Lưu Thiện, bảo hắn chớ coi làm thường, và cũng nhờ thừa tướng dạy bảo thêm cho mới được. Bọn Khổng Minh mới lạy xuống đất mà tâu rằng: xin bệ hạ tính dưỡng long thể,
Chúng tôi xin hết sức khuyển mã để báo đền ơn tri ngộ ấy. Tiên chủ mới sai nội thị đỡ Khổng Minh dậy, một tay gạt nước mắt, một tay cầm tay Khổng Minh mà nói rằng: "Chớm nay nguy mất, có lời tâm phúc xin ngỏ với thừa tướng." Khổng Minh nói: "Bệ hạ có thánh dụ gì vậy?" Tiên chủ mới khóc mà nói rằng: "Tài thừa tướng gấp 10 tảo phi, tất nhiên định được nhà nước, làm nên việc to. Đối với con chấm, có thể giúp được thì giúp, bằng không thì ngươi nên làm chủ thành đô đi." Khổng Minh mới nghe nói rụng rời, mồ hôi đổ ra khắp mình, lạy xuống đất khóc mà nói rằng: "Chúng tôi đâu dám chẳng hết sức chân tay, dốc niềm trung trinh, kỳ cho đến chết mới thôi." Nói đoạn dập đầu xuống đất, máu chảy đầy mặt. Tiên chủ mới mời Khổng Minh lên giường ngồi, gọi Lưu Vĩnh, Lưu Lý đến trước mặt dặn rằng: "Các con phải nhớ lời cha. Khi cha mất rồi, ba anh em chúng mày phải trông coi thừa tướng như cha, không được khinh nhờn." Nói đoạn sai hai người lại Khổng Minh. Khổng Minh nói: "Tôi dẫu gạt nóc lẩy đất cũng không đền báo được cái ơn tri ngộ này." Tiên chủ lại bảo với các quan rằng: "Chấm đã giao con chấm cho thừa tướng rồi, dặn thái tử phải coi thừa tướng như cha. Các người cũng chớ coi thường mà phụ mất lòng mong mỏi của chấm." Rồi lại dặn Triệu Vân rằng: "Chấm với ngươi cùng nhau trong lúc gian nan, không ngờ đến đây ly biệt. Ngươi nên nghĩ tỉnh cố giao, sớm tối trông nom con chấm, chớ phụ lời chấm." Vân mới khóc lại mà tâu rằng: "Chúng tôi đâu dám không hết sức khuyển mã hay sao?" Tiên chủ lại bảo với các quan rằng: "Này bách quan, chấm không thể dặn dò từng người được. Vậy xin các người, ai nấy hãy yêu lấy cái thân mình." Nói xong liền thăng hà, thọ 63 tuổi. Bấy giờ là ngày 24 tháng 4 của hạ năm Chương Võ thứ 3. Các quan văn võ không ai là không thương xót. Khổng Minh mới dẫn các quan rước tử cung về thành đô. Thái tử Lưu Thiện ra thành đón rước linh cữu vào trong chính điện làm lễ cử ai, rồi tuyên đọc tờ di chiếu. Chiếu rằng: "Khi chấm mới mắc bệnh, chỉ có đi lỵ mà thôi. Về sau mỗi ngày một nặng thêm, chuyển ra bệnh khác, biết rằng khó nổi." Chấm nghe có câu rằng: "Người ta sống được 50 tuổi cũng đã gọi là thọ. Nay chấm đã hơn 60 tuổi rồi, trên cũng không còn oán hận gì nữa. Nhưng chỉ lo về anh em chúng mày thôi. Các con phải cố gắng lên mới được. Chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm. Có hiền có đức mới phục được lòng người. Đức của cha con mỏng manh, chớ nên bắt trước. Các con cùng làm việc với thừa tướng, phải đối đãi như cha. Chớ có lười, chớ có quên. Anh em các con phải làm thế nào cho có tiếng khen mới được. Gắn bó mấy lời, nhớ lấy." Quần thần mới đọc chiếu xong thì Khổng Minh nói: "Trong nước không thể một ngày không có vua, xin lập ngay tự quân để nối dõi nhà Hán." Rồi bèn lập Thái tử Thiện lên ngôi hoàng đế, cải niên hiệu là Kiến Hưng, ra phong cho Gia Cát Lượng làm Võ Hương Hầu, lĩnh chức mục ở Ích Châu, táng Đức Tiên Chủ ở Huệ Lăng, tôn tên Thụy gọi là Chiêu Liệt Hoàng Đế, tôn bà Ngô Hoàng Hậu làm Hoàng Thái Hậu, đặt tên Thụy bà Cam Phu Nhân làm Chiêu Liệt Hoàng Hậu, lại truy tôn bà Mi Phu Nhân làm Hoàng Hậu, thăng thưởng cho quần thần, đại xá cho thiên hạ. Có người báo tin về Trung Nguyên, cận thần tâu với ngụy chủ Tào Phi, Phi mới mừng nói: "Lưu Bị mất rồi, chấm không lo gì nữa. Không nhân dịp này cất quân sang đánh sao được?" Giả Hủ mới can rằng: "Lưu Bị mất, tất nhiên phó thác con côi cho Gia Cát Lượng. Lượng cảm ơn sâu của Lưu Bị biết đến mình, tất phải hết lòng giúp cho tự vương. Ta cũng khó lòng đánh nổi, xin bệ hạ chớ vội vàng làm chi." Chợt có một người ở trong ban nhảy ra nói rằng: "Không nhân dịp này mà đánh đi, còn đợi đến bao giờ nữa?" Chúng mới trông ra là ai? Thì là Tư Mã Ý. Tào Phi mừng lắm, hỏi mẹo đánh thục ra làm sao. Ý mới thưa rằng: "Nếu chỉ dùng một đạo binh trong nước thì khó làm gì được họ. Ta phải dùng năm đạo đại binh, bốn mặt giáp lại mà đánh, để cho Gia Cát Lượng đầu đuôi không ứng cứu được nhau mới có thể đánh được." Phi mới hỏi: "Năm đường là những đường nào?" Ý mới tâu rằng: "Nên viết một phong thư sai sứ sang Liêu Đông đến nước Tiên Tươi, đem vàng lụa ra mắt vua nước ấy là Kha Tị Năng, bảo hắn khởi 10 vạn binh Tây Khương theo mặt bộ để đánh ải Tây binh. Đó là một đường. Viết thư sai sứ đem cáo sắc sang Nam Man
thưởng cho vua Man là Mạnh Hoạch, bảo hắn khởi 10 vạn binh đánh 4 quận Ích Châu, Vĩnh Sương tưởng khí Việt Tuấn để triệt mặt Tây Nam Xuyên. Đó là hai đường. Sai người sang kết hiếu với Ngô, hứa sẽ cắt đất phong cho, để Tôn Quyền khởi 10 vạn binh đánh cửa Giáp Khẩu, Hai Xuyên. Đến Tắt Bồi Thành, đó là ba đường. Rồi sai sứ đến chỗ Hàng tướng Mạnh Đạt, bảo hắn khởi 10 vạn quân ở Thượng Dông đánh vào Hán Trung, đó là bốn đường. Lại sai đại tướng quân là Tào Chân làm đại đô đốc, cầm 10 vạn quân từ con đường Kính Triệu ra tắt cửa Dương Binh, đến lấy Tây Xuyên. Thế là năm đường, cả thảy 50 vạn quân chia ra làm năm mặt tiến đánh. Dù Gia Cát Lượng có tài như Lã Vọng cũng không sao mà đương lại được đâu. Tào Phi mới mừng lắm, lập tức sai sứ đi các nơi, lại cử Tào Chân làm đại đô đốc, dẫn 10 vạn quân đến lấy cửa ải Dương Bình. Bấy giờ bọn tướng cũ Trương Liêu đều được phong liệt hầu, chia giữ ở Ký Châu, Từ Châu và Thanh Châu, rồi hợp phì, cho nên không đều đụng đến. Nói về hậu chủ nhà Hán là Lưu Thiện, từ khi lên ngôi, các cựu thần công lẻ tẻ chết dần, nổi bao nhiêu công việc triều chính như tuyên pháp, tiền lương, từ tụng đều giao phó cho thừa tướng Gia Cát Lượng khu xử. Bấy giờ hậu chủ chưa kịp hoàng hậu, nên là Khổng Minh và quần thần mới tâu rằng: cô con gái quan cố Gia Kỷ tướng quân Trương Phi, người rất hiền hậu, mới 17 tuổi nên lập làm chính cung hoàng hậu. Hậu chủ mới nghe theo. Năm Kiến Hưng thứ nhất, mùa thu tháng 8, sự có tin ngoài biên về báo rằng nước Ngụy sai năm đường đại quân đến lấy Tây Xuyên, rất là nguy cấp. Hậu chủ mới nghe tin giật mình, sai nội thị triệu Khổng Minh vào chầu. Nội thị đi nửa ngày mới về, rồi tâu rằng: người trong phủ nói thừa tướng bị mệt, không ra được ngoài. Hậu chủ mới hoảng sợ, hôm sau lại sai quan Hoàng Môn Thị Lang Đồng Doãn và quan Gián Nghị Đại Phu Đỗ Quỳnh đến tận giường thừa tướng mà cáo việc ấy. Hai người tới trước phủ nhưng không vào được. Đỗ Quỳnh mới nói: tiên đế đem con côi nhờ cậy thừa tướng, nay chúa thượng mới lên ngôi, Tào Phi sai năm đảo quân đến xâm phạm, quân tinh cấp lắm, cớ sao thừa tướng lại thắc bệnh không ra? Một lúc sau lính canh mới cửa truyền lệnh thừa tướng rằng: bệnh tình đã khá, đến sáng mai sẽ ra triều đường bàn việc. Đồng Đỗ mấy hai người than thở trở về. Hôm sau các quan chầu trực cờ trước phủ thừa tướng từ sáng đến tận tiểu tối mà vẫn không thấy Khổng Minh ra, ai nấy mới ngơ ngác, đành phải tan về. Đỗ Quỳnh mới vào tâu với hậu chủ rằng: xin bệ hạ hãy thân đến phủ thừa tướng mà hỏi kế mới xong. Hậu chủ mới dẫn các quan vào cung tâu với Thái hậu. Thái hậu mới giật mình nói: thừa tướng làm sao lại thế? Có phụ mất cả bụng tiên đế ủy thác cho không? Ta phải đến ngay mới được. Đồng Doãn mới tâu rằng: đường đường chớ nên đi vội, tôi chăng thừa tướng có mẹo mục gì rồi đây? Hãy để chủ thượng đi trước, như quả thừa tướng lười nhác, xin nương nương đòi ngay vào Thái miếu mà hỏi cũng chưa muộn. Thái hậu mới y lời. Hôm sau hậu chủ xa giá thân đến tận tướng phủ, lính canh trông thấy vậy vội vàng lạy phục xuống đất mà đón rước. Hậu chủ mới hỏi rằng: thừa tướng ở đâu? Lính canh nói: dạ tâu bệ hạ, chúng tôi không biết thừa tướng ở chỗ nào, chỉ truyền cho chúng tôi phải đến cản các quan lại, không được cho ai vào. Hậu chủ mới xuống xe, một mình đi thẳng vào tận lớp cửa thứ ba, thấy Khổng Minh đang chống gậy trúc đứng trên bờ ao xem cá. Hậu chủ đứng mé sau, lâu lâu mới nói: thừa tướng có được vui vẻ không? Khổng Minh ngoảnh đầu lại thấy hậu chủ, vội vàng quẳng gậy lại phục xuống đất mà nói rằng: tội tôi đáng muôn chết. Hậu chủ mới đỡ dậy hỏi rằng: nay Tào Phi chia quân làm năm đường, phạm vào cõi ta gấp lắm, tướng phủ mấy bữa nay sao không ra coi việc? Khổng Minh mới cười ầm lên, đỡ hậu chủ vào nhà trong rồi ngồi yên đâu đấy, rồi tâu rằng: quân Ngụy năm đường kéo đến sao tôi chẳng biết, không phải tôi đang xem cá mà đang nghĩ việc đó thôi. Hậu chủ nói: thế việc ấy thế nào? Khổng Minh đáp: đám vua Khương Kha Tị Năng, Man Vương Mạnh Hoạch, phản tướng Mạnh Đạt và Ngụy tướng Tào Chân, bốn sứ ấy tôi lo liệu đâu cả vào đấy rồi, chỉ còn một mặt Tôn Quyền tôi cũng đã có mẻo đánh lui được, nhưng cần phải có một người nói giỏi đi sứ mới xong, vì chưa có ai, tôi còn đang nghĩ tìm, bệ hạ hà tất phải lo. Hậu chủ mới mừng rỡ nói: tướng phụ quả nhiên có mưu kế, quỷ thần cũng không biết đâu mà lường, xin cho nghe mẹo của tướng phụ ra sao. Khổng Minh nói:
Tiên đế đem bệ hạ phó thác cho tôi đâu dám lười nhác. Vì các quan ở thành đô không mấy người hiểu được rằng cái hay của binh pháp là cốt khiến người ta không biết đâu mà lường, cho nên không dám để tiết lộ ra ngoài. Tôi đã biết vua Tây Khương phạm vào cửa Tây Bình. Tôi chắc Mã Siêu vốn gốc tích ở Tây Xuyên, xưa nay được lòng người Tây Khương lắm. Ở đấy họ gọi Mã Siêu là thần oai tiếng quân. Bởi thế tôi đã cho mang hịch ra, sai Mã Siêu giữ vững cửa ải Tây Bình, mai phục bốn phía, hàng ngày luôn phiên nhau chống cự, mặt ấy không có gì phải lo. Mạnh Hoạch thì ở Nam Man, phạm vào bốn quận, tôi đã đưa hịch sai Ngụy Diên dẫn một đạo quân chia làm tả hữu, sai nhau ra vào để làm nghi binh. Quân Man thì tuy khỏe nhưng đa nghi, nếu trông thấy nghi binh tất không dám tiến, mặt ấy cũng không phải lo gì nữa. Tôi lại biết Mạnh Hoạch dẫn quân ra Hán Trung, Đạt với Lý Nghiêm kết nghĩa cùng sống thác với nhau. Lúc trở về thành đô để Nghiêm ở lại giữ cung Vĩnh An, tôi đã đưa thư sai hắn viết thư cho Mạnh Đạt. Đạt tất nhiên giả ốm không ra để nản lòng quân, thì đường ấy cũng yên rồi. Tôi lại biết Tào Chân dẫn quân phạm vào cửa Dương Binh, nơi này hiểm trở có thể giữ được. Tôi đã sai Triệu Vân dẫn một toán quân giữ quan ải, nhất định không ra đánh. Tào Chân bằng thấy quân ta không ra, chẳng bao lâu cũng phải rút về. Bốn mặt ấy đều không phải lo gì cả. Nhưng tôi còn ngại không được chu toàn, lại mật sai quan Hưng Trương Bào mỗi người dẫn 3 vạn quân đóng ở các nơi hiểm yếu để tiếp ứng. Quân mấy mặt không phải đi qua thành đô, cho nên không mấy người biết. Chỉ còn một mặt quân Đông Ngô thì vị tất đã đồng. Nếu thấy quân bốn mặt kia thắng, trong Xuyên ta nguy cấp thì họ mới đến đánh. Nhược bằng bốn mặt kia không xong việc, chắc gì họ đã chịu cất quân đi. Tôi đồ rằng Tôn Quyền còn oán Tào Phi sai 3 đạo quân đến xem nước Ngô, tất nhiên không chịu nghe lời. Tuy vậy vẫn phải có một người nói giỏi sang xứ Đông Ngô, lấy đường lợi hại bảo Tôn Quyền, thì trước hết ta giữ chắc được mặt Đông Ngô, còn lo gì bốn mặt kia nữa. Vì tôi chưa tìm được người nào, cho nên còn chủ trừ đây, bệ hạ can gì phải đến đây cho nó mệt nhọc. Hậu chủ mới nói: Thái hậu cũng đến gặp tướng phụ, cho nên nay được nghe lời tướng phụ, như đang ngủ mê mà có người đánh thức dậy, trẫm còn lo gì nữa. Khổng Minh mới mời hậu chủ uống vài chén rượu rồi đưa tiễn ra về. Các quan đứng vòng quanh cả ngoài cửa, thấy hậu chủ ra về, vẻ mặt có dáng mừng rỡ. Hậu chủ từ biệt Khổng Minh lên xe về chiều. Các quan đều nghi hoặc, không hiểu tình hình ra sao. Khổng Minh trông các đám quan, thấy có một người ngẩng mặt lên trời đứng cười, cũng có dáng mừng rỡ. Nhìn ra thì là Đặng Chi, tự Bá Miêu, người ở Nghĩa Dương, hiện đang làm bộ hộ thượng thư. Khổng Minh mới sai người ra bảo nhỏ Đặng Chi ở lại. Các quan mới tan đâu về đấy, Khổng Minh cho mời Đặng Chi vào trong thư viện rồi hỏi rằng: Nay Thục Ngô Ngụy thiên hạ chia binh, rồi chia 3 như hình chân vạc. Ta muốn đánh 2 nước kia để được tất thống, thì nên đánh nước nào trước? Đặng Chi mới thưa rằng: Cứ như ý tôi, nước Ngụy tuy là giặc nhà Hán, nhưng mà thế to lắm, khó lại chuyển được, phải từ từ thì đồ mới xong. Nay chủ thượng vừa mới lên ngôi, bụng dân chưa được yên, hãy nên hòa với Đông Ngô, kết làm môi răng, giải cái oán cũ của tiên đế khi xưa, đó mới là kế lâu dài. Chưa biết ý thừa tướng nghĩ thế nào? Khổng Minh mới cười nói: Ta nghĩ đã lâu, nay vẫn chưa tìm được ai, hôm nay mới có được người đây. Chi nói: Thừa tướng mới dùng người làm gì? Khổng Minh nói: Ta muốn sai ngươi làm sang kết hiếu với Đông Ngô. Ông đã hiểu ý ấy, chắc không làm nhục mệnh vua. Việc đi sứ vì ông là không xong. Chi mới nói: Tôi tài mọn trí ngu, e không đương nổi đâu. Khổng Minh nói: Ngày mai tôi tâu với thiên tử, mời Bá Miêu đi cho một chuyến, xin chớ chối tử nữa. Chi mới vâng lời, lui ra. Đến hôm sau, Khổng Minh tâu xin hậu chủ sai Đặng Chi sang thuyết Đông Ngô. Chi mới lạy từ, nhằm Đông Ngô thẳng tiến. Ấy là quân Ngô vừa mới thu đồ chiến, sứ Thục liền sang giảng cuộc hòa. Chưa biết Đặng Chi đi chuyến này thế nào nhỉ? Xem đến hồi sau sẽ rõ.